Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đảnh lễ Tam Bảo Phật là đấng giác ngộ mình, độ người thoát khỏi tự sinh bao đời từ bi trí tuệ, giảng người là thầy ba cõi trời người. Xưa nay chí tâm đảnh lễ tất cả đức Phật ba đời thường trụ trong mười phương pháp là phương thuốc diệu thay chữa lành bệnh phổ bao loài chúng sinh như bằng trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chí tâm đảnh lễ tất cả tôn pháp ba đời thường trụ trong mười phương tăng là những bậc chân tu biết đời nguyện mộng giã từ ra đi thấp nhận trí tuệ từ bi độ người thoát khỏi tham si khổ sầu. Chí tâm đảnh lễ tất cả hiền thánh tăng ba đời thường trụ trong mười phương pháp Phật bằng cao sâu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Ngày con nghe thấy chuyện gì đừng nguyện tỏ như là nghĩa nhiệm màu. Nam mô hai Bồ Tát. Nam mô hai Pháp Tạng Bồ Tát. Nam mô hai Pháp Tạng Bồ Tát. Vì hội thượng bằng Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng bằng Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng bằng Bồ Tát. Thỉnh cầu nghe chân ngôn tu lị tu lị ma ha tu lị sa ba ha tu lị tu lị ma ha tu lị tu tu lị sa ba ha tu lị tu lị ma ha tu lị tu tu lị sa ba ha bình thân nghiệp ba chân ngôn tu đa lị tu đa lị tu ma lị tu ma lị sa ba ha tu đa lị tu đa lị tu ma lị tu ma lị sa ba ha tu đa lị tu đa lị tu ma lị tu ma lị sa ba ha chú đại bi nam mô đại bi hội nghe nhà là tít tô đạp ba là tít đạp ta là bị cái gì nát bốc bị thất căn là bộ đa nạp
tịnh độ thần số ca ngưỡng linh y tụ thảo bọc phạm phất nơi đây. Hãy cùng mẹ tôi đời cùng mẹ về quy phật quy pháp quy tăng vãng sinh tịnh độ thần để con bò về đó.
bằng tính tâm cao cả tự tại tướng nghĩa niệm viên tâm dẫn các tâm tuệ giác khi lý cơ quán chiếu chiếu sanh tiếp vật độ tai qua nọ thọ giúp tập bệnh tiêu trừ phước lộc thọ đủ đầy giới tình thể viên mãn bốn loại trên đất tịnh bà cõi tháp cả sanh ngã quỷ tập quan hiền hữu tình liên tập địa pháp môn sinh nguyện nạp âm nghĩa sinh nguyện đền tiền não sinh nguyện đoạn quả hoặc sinh nguyện thành nam mô thượng trụ tam bảo nam mô thượng trụ tam bảo nam mô thượng trụ tam bảo các vị chư thiên thần thánh các hương linh y tụ thảm mộc thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ tiên chủ ấu chủ các vị chư thần thiên tại nơi đây cùng phật tử ngẫn lạy phật lạy kinh được xin được tam quỷ tử quỷ con xin nương tựa phật bậc bất chi bệnh thành cầu tất cả chúng sinh giác ngộ pháp tâm lành con xin nương tựa pháp nguồn tuệ giác từ bi cầu tất cả chúng sinh hiểu đạo tỏ nguồn tâm con xin nương tựa tăng đoàn thể sống an vui cầu tất cả chúng sinh hòa hợp thương mến nhau hòa làm thánh chúng nguyện dĩ thử công đức cổ cập ư nhất thiết ngã đẳng chúng sinh giai cộng thành phật đạo xin thần điện thánh hiệu a di đà phật